Bàn mở tỷ số trong trận thắng Barca 2-1 giúp Karim Benzema trở thành cầu thủ thứ tư lập công cho Real 7 trận La Liga liên tiếp trong thế kỷ 21. Trong thế kỷ 21, Van Nistelrooy là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Real 7 trận La Liga liên tiếp ở mùa 2006-2007. Ronaldo tái lập kỳ tích này đến 4 lần, còn Gareth Bale một lần năm 2018. Trên sân Di Stefano, Benzema làm tung lưới Barca bằng cú đánh gốc trong thế quay lưng về phía cầu môn phút 13. Bàn thắng này mở ra thắng lợi quan trọng cho Real sau khi hạ kình địch với tỷ số 2-1. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Đã nói về Real Madrid, về những chiến công hiển hách mà cho đến bây giờ chỉ có đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang làm được, chúng ta sẽ không thể nào quên bộ ba BBC huyền thoại. Đó chính là ba họng súng thường hạng có thể gieo rắc ác mộng cho mọi hàng thủ, bao gồm Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại những siêu phẩm bàn thắng được đạo diễn và sản xuất bởi bộ ba tấn công nguyên tử BBC ngay và luôn các bạn nhé. Thời kỳ hưng thịnh nhất của bộ ba nguyên tử BBC, các huấn luyện viên của Real Madrid còn phải trải qua một cơn đau đầu nhẹ khi phân công cầu thủ thực hiện những quả đá phạt trực tiếp. Bởi vì Ronaldo thì khỏi nói, một chân sút phạt bá cháy, nhưng Bale cũng là một kẻ luôn sẵn sàng khiến thủ môn đội bạn lặng im trong từng phút giây. Hãy xem cú đá hàng rào với độ khó cấp cao này của Gareth Bale để biết thêm chi tiết. Rõ ràng anh chàng gác đền tội nghiệp kia không thể có được bất kỳ phản ứng nào hết. Thôi thì lặng thinh nhìn siêu phẩm được vẽ ra, và mình cũng được là một nhân vật quan trọng đó, có khi lại là phương án hay nhất. Lần này thì siêu sao người Bồ Đào Nha đã có pha đập nhã 1-2 cực đỉnh với Benzema để cho tiền đạo người Pháp lạnh lùng tung cú dứt điểm làm bó tay hoàn toàn thủ môn đội bạn. Một bàn thắng mà có lẽ khiến các cổ động viên Real Madrid sướng đến mất ngủ. Nó đã được tạo ra bởi những pha phối hợp không thể ăn ý hơn của bộ ba BBC. Người khởi xướng lần này vẫn là Gareth Bale, cựu sao Tottenham đã có đường chọc khe vừa khít đà di chuyển của Ronaldo, thêm một đường căng ngang vượt ngoài tầm với của thủ môn, cùng cú đệm bóng không thể dễ dàng hơn của Benzema. Đúng là người hâm mộ kền kền trắng không còn mong muốn gì hơn ngoài những bàn thắng mang đậm dấu ấn BBC như thế này luôn. Tình huống trước, Ronaldo là người kiến tạo để Benzema lập công. Thôi thì quả này đến lượt cựu tiền đạo Lyon đáp lễ người anh thân thiết. Một pha đi bóng và xử lý kỹ thuật cá nhân cực ảo diệu trong phạm vi hẹp của Benzema. Tiền đạo người Pháp đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ của đối phương và đường truyền quyết định đã đặt Ronaldo vào vị trí ghi bàn không thể ngon ăn hơn. Vậy là cùng nhau ăn mừng bàn thắng thôi, chứ cỡ CR7 mà bảo không lập công những tình huống như này e rằng là hơi khó. Nãy giờ chúng ta đã chứng kiến toàn Benzema với Ronaldo ghi bàn, thì bây giờ tình huống này sân khấu chính sẽ dành cho Gareth Bale. Vẫn là Karim Benzema và đường truyền chuẩn xác, Bale nhận bóng trong vòng cấm và siêu sao xứ Wales không mất thêm phút giây chần chừ nào mà tung ra một cú cứa lòng đầy ảo diệu. Mà với khoảng cách cùng độ lực như thế này thì thật khó có thể tìm ra cái tên gác đền nào có thể cản phá được quá. Còn phần CR7, lần này cựu sao MU vẫn làm tốt nhiệm vụ thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Nếu đã nói về khoảng bắn tốc độ, thời đỉnh cao, có ai có thể tự tin đua thắng Gareth Bale? Thế nên mà bảo một trung vệ có ngoại hình cao to, hơi cồng kềnh như Jerome Boateng mà có thể bắt kịp những bước chạy của Bale, e rằng nó thực sự hư cấu. Và thêm một đường truyền đầy nỗ lực dành cho Cristiano Ronaldo, số 7 bên phía Real đã nổ ngay thêm một pha lập công trong tài khoản. Công đầu của bàn thắng chắc chắn thuộc về Bale, nhưng cũng đừng quên người đã khởi xướng cho pha bóng này với cú chọc khe đầy nuột nà Karim Benzema. Một màn đẹp như trong mơ với đường tạt bóng chuẩn không cần chỉnh của Bale, cú bắt volley không thể đẳng cấp hơn của Benzema và pha nhảy lên đánh đầu hụt của Cristiano Ronaldo. Thực ra anh Bảy làm thế để thu hút hậu vệ đối phương, tạo điều kiện hết sức cho Karim Benzema tạo ra một siêu phẩm để đời. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Ta hãy cùng đến với show diễn cá nhân của Cristiano Ronaldo thôi nào. Quả thực Ronaldo mà đã tung kỹ thuật để qua người, nếu không tập trung sẽ thật khó có hàng thủ nào trụ vững được luôn. Và lần nào cũng vậy, khi mà anh Bảy sử dụng chưởng cuối để nhảy múa trước vòng vây của ba cầu thủ đội bạn, kết thúc bằng cú sút chéo góc đầy uy lực. Còn điều gì ngăn cản siêu sao khi đó đang khoác áo Real Madrid điền tên mình lên bảng tỷ số? I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Chúng ta lại một lần nữa chứng kiến tốc độ của Bale là kinh khủng cỡ nào nhé. Xuất phát từ tận phần sân nhà của mình, siêu sao mang áo số 11 đã tăng tốc tối đa. Anh chạy một mạch sang tới tận vòng cấm của đối phương, thêm một cú đặt lòng chuẩn xác nữa. Thế là một bàn thắng sặc mùi đua xe bắn súng đã lại gọi tên Gareth Bale. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. Chúng ta đã có những màn trình diễn riêng của Ronaldo cũng như Bale rồi, giờ thì chốt sổ bằng cái tên Karim Benzema thì còn gì tuyệt vời hơn, mà nó còn trở nên viên mãn hơn nữa khi bàn thắng này của tiền đạo người Pháp là hết sức tuyệt vời, à mà lại còn nã vào lưới của đại kình địch Barcelona nữa chứ. Còn điều gì sung sướng hơn thế đối với các cổ động viên Real Madrid nữa đây anh em? All my life holding all of it closely. I play
Vừa rồi là những siêu phẩm bàn thắng mang đậm dấu ấn của bộ ba tấn công nguyên tử BBC đình đám một thời bên phía Real Madrid. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.